Tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật, chị Lan Chi này, với khu vực miền Bắc thì liệu là tình trạng mưa mù có diễn ra trong cả ngày hôm nay không ạ? Mưa nhỏ mưa phùn sẽ chủ yếu diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay chị ạ. Như là tại Hà Nội thì trời sẽ có mưa đến khoảng 10 giờ sáng. Thế còn sau đó thì sẽ chuyển tạnh giáo, tuy nhiên thì vẫn nhiều mây ạ. Không khí ấm dần khi mà nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mức là 23 độ. Ở các nơi khác của miền Bắc thì cũng ngớt mưa và ấm áp vào chiều ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các thành phố sẽ đều trên 20 độ. Ở Sơn La, Hòa Bình hay là Điện Biên Phủ thì khả năng là còn có nắng với nhiệt độ cao hơn hẳn ở mức là từ 26 cho đến 29 độ. Một số nơi ở Bắc miền Trung như là Thanh Hóa thì cũng có mưa phùn trong sáng ngày hôm nay. Sau đó đến trưa và chiều thì trời sẽ tạnh giáo và ấm áp, 23 độ. Còn các thành phố như là Vinh, Đồng Hới hay là Huế dự báo có nắng, 26 đến 28 độ. Với Nam miền Trung và Tây Nguyên thì đây sẽ là những khu vực có thời tiết nắng đẹp ở nước ta vào ngày hôm nay ạ. Trời nắng mây đan xen với nhiệt độ vừa phải. Các thành phố từ Đà Nẵng tới Phan Thiết hay là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa không vượt quá 31 độ. Trong khi đó thì ở Nam Bộ trời lại ít mây và nắng mạnh hơn. Ở Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay là thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ còn ở mức nắng nóng 35 đến 36 độ vào chiều nay, còn lại các nơi khác phổ biến là từ 32 cho đến 34 độ. Cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin vừa rồi.